Dạ thưa cha. Ủa con? Dạ con có chuyện muốn thưa với cha. Có việc gì con cứ nói đi. Con muốn xin cha bỏ lệnh cấm túc cho má. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, cha hãy bỏ qua cho má. Tụi má đã lớn, bị cấm túc trong phòng lâu như vậy dễ sinh ra tâm bệnh đó cha. Má con đã đối xử nhiều lần không công bằng với con, con không giận má con sao? Phận làm dâu như con làm sao dám trách cha má. Nếu có trách thì trách phần số của con kém may mắn. Con không biết cách nào mừng để cho má yêu thương con. Thôi được, cha sẽ suy nghĩ lời đề nghị của con. Dạ. Sức khỏe của con như thế nào rồi? Con nhớ là làm việc vừa phải thôi. Bây giờ con đang mang thai, con phải biết tự chăm sóc cho sức khỏe của mình. Con xin lưu ý lời cha dặn. Dạ, con xin phép vào trong. Dạ. Nhà này thiệt tốt phước. Khi có được đứa con dâu có tấm lòng nhân ái và hiếu thuận như vậy. Nè, cô mới đi đâu về vậy? Tôi vừa đi nói chuyện với cha. Mà mình có chuyện chi muốn nói với tôi sao? À, cô trả lời thiệt cho tôi biết, cái thai trong bụng của cô nó có phải là con của tôi hay không? Nếu như mà mình nghi ngờ thì có thể đợi sau khi tôi sinh con rồi thì mình đi kiểm tra huyết thống. Nếu như không phải thì tùy mình quyết định. Hai má con tôi. Còn nữa, mình đã là đàn ông thì phải có bản lĩnh, giữ vững lập trường của mình. Chứ đừng có nghe ai xách động một cái là lung lay, vậy không có tốt đâu. Khôn hay dại là tự em quyết định thôi. Em đừng có để nổi nóng. Em thừa hiểu tính của anh rồi. Một khi anh đã nóng giận lên rồi thì bất cứ chuyện gì anh cũng bằng được hết, kể cả anh giết người. Nè cô đứng lên đi. Cô có sao không cô? Dạ tôi không sao, cảm ơn cậu. Dạ, dạ. Cô cẩn thận nghe. Tôi đi nghe cậu. Anh hả? Cô có sao không vậy? Đang suy nghĩ cái gì mà đi đụng vô người ta không hay biết vậy? Tôi không sao đâu. Đâu? Cô không sao chứ? Chân của cô bị sưng rồi kìa. Để tôi đưa cô về. Tới đây ngồi đi. Tôi thoa thuốc này cho cô, giúp mau lành vết thương lắm. Sao anh đối tốt với tôi quá vậy? Giúp được gì trong khả năng của tôi thì tôi mừng thôi. Nhớ thoa thường xuyên đó. Em hãy ly dị nó đi. Anh muốn chính thức đến với em. Mình không muốn lấy hắn, nhưng mà mình phải mừng sao để từ chối hắn đây. Trời. Em làm gì mà thẫn thờ vậy? Sao anh vô đây vậy? Có ai thấy không? Yên tâm đi, anh quan sát rất là kỹ rồi mới dám vào đây. Mà em đang nghĩ băng quơ gì vậy? Nhớ anh phải không? Biết rồi mà còn hỏi nữa. Em. Thôi không có được đâu. Lỡ như em. Đồ quỷ à. Cô biết là anh nhớ em lắm không? Thiệt không? Thiệt chứ. em. Cái chuyện mà hai mẹ con Thảo á, em đã có kế hoạch gì chưa?
Em cũng đang suy nghĩ nè. Cái chuyện đơn giản như vậy mà cần phải bỏ thời gian ra suy nghĩ nữa hả? Anh có cách hả? Ừ. Ừ, nói em nghe đi. Nói em nghe hả? Ừ. Ừ. Đúng là diệu kế. Anh á. Ừ. Đúng là người đàn ông tuyệt vời của đời em mà. Em. Ừ? Bây giờ anh đã giúp em rồi á, em chịu anh có được không? Chịu gì? Ừ? Người ta đã nói là từ từ rồi mà. Ừ? À. Chị ba, chị đang mừng cái chi vậy? Chị có phải là chị đem thuốc qua cho con Thảo không vậy chị ba? Dạo này chị thấy Thảo hơi yếu nên chị mua thuốc tẩm bổ cho Thảo. Chị bị làm sao vậy hả? Tại sao chị cứ binh vực con Thảo hoài vậy? Riết rồi em cũng không hiểu nữa. Nó là em của chị hay em là em gái của chị vậy hả chị ba? Em nói cái gì kỳ vậy? Em là em gái của chị, Thảo là em dâu, đứa nào cũng là em hết. Đã là người trong nhà thì phải yêu thương nhau chứ. Nó chẳng là cái gì trong gia đình này hết đó chị ba à. Chị á, chị không cần phải lo lắng cho nó đâu. Chị có biết là nó đã hại má hay không vậy? Chị mừng như vậy em cảm thấy em khó chịu lắm chị biết không? Phụng, dù sao Thảo cũng là chị dâu của em đó. Em đừng có ăn nói hỗn hào như vậy. Chị còn la em nữa hả? Em thích nói như vậy đó, chị mừng chi em chứ? Bây giờ Anh, bây giờ anh trèo qua cửa sổ đi, để em ra ngoài coi sao. Đi. Ờ. Chị cấm em đó, chị không muốn nghe những lời em nói hỗn như vậy nữa. Em vẫn thích nói như vậy đó, chị mừng gì em? Ủa, có chuyện gì mà sùm vậy cô Út? Chị Tư, em vừa mới bắt gặp chị ba. Chị Tư, chị có biết là chị ba mới mừng chi không? Chị dám đem thuốc dưỡng thai qua cho con Thảo đó. Em thiệt là tức quá đi mà. Má, bị con Thảo nó hại như vậy mà chị ba còn giúp đỡ, còn mang thuốc cho nó nữa hả? Thiệt tình không biết á, chị ba có uống trúng bùa mê thuốc lú gì của nó không nữa. Lúc nãy em nói chị, chỉ còn la ngược là em nữa chứ. Vậy giờ cô Út tính đi đâu đó? Em đang tính đi qua thăm má. Chị Tư, chị có muốn đi qua thăm má với em không vậy? Thôi cô Út đi trước đi, để tôi qua thăm sau. Ừ, em đi nghe. Ừ. Chị hai. Ừ? Cô Út, nghĩ tới cái cảnh má em chịu khổ trong phòng á, là vì cái con Thảo xui xẻo đó, em tức gì đâu á. Vậy thôi hai chị em mình qua thăm má đi. Ừ. Chà, vừa nhắc đến cái thứ xui xẻo là nó xuất hiện liền ha. Phải chi mà nhắc tiền nhắc bạc thì đỡ biết mấy. Thường thường mấy cái thứ xui xẻo nó hay lởn vởn trước mặt của mình lắm. Nè, tôi đang nói chị đó, chị có biết hay không vậy? Chị là cái thứ xui xẻo. Chị có biết gì chị mà má tôi phải chịu khổ hay không chứ? Nếu như mà chị biết điều á, chị hãy cuốn xéo ra khỏi cái nhà này đi, đừng có làm khổ gia đình tôi nữa. Chị có biết hay không vậy? Tôi nói cho cô biết, trong cái nhà này chỉ có cha má mới có quyền đầy la và đuổi tôi ra khỏi căn nhà này thôi. Còn cô không có quyền đó. Tôi cũng khuyên cô ăn nói cho đường hoàng, chứ để người khác nghe được á, người ta sẽ cười nhạo cô đó. Dù gì mình cũng có ăn học đàng hoàng. Ê, cô đứng lại cho tôi, đồ cái thứ xui xẻo. Miệng lưỡi nó bây giờ cũng đáo để thiệt. Đúng là không ưa nó được mà. Thôi mình đi vô thăm má đi.
Má, má à, sao mà thần sắc của má tệ quá vậy nè? Cha con thiệt là quá đáng mà, nỡ lòng nào đối xử với má con vậy á. Má, nhìn má con cũng xót quá trời à. Thiệt con không hiểu tại sao á, là phận dâu con mà thím Tư lại nỡ đối xử với má như vậy á. Thôi con đừng có nhắc tới cái con đó nữa, nhắc tới má càng thêm tức. À, dạ. Mà má biểu bay nghỉ kế để cho má ra ngoài, bay nghĩ ra chưa? Dạ có rồi má. Hả? Thiệt tình luôn á, là con tức lắm á. Con không hiểu là con quỷ Thảo đó, nó bỏ bù mê thuốc lú gì mà tại sao cha lại binh vực nó như vậy chứ? Trong khi con là con ruột, còn má là vợ của cha mà, sao cha lại đối xử với má con mày như vậy? Cầm miệng mày lại nha. Tao cho mày ăn học, bây giờ mày ăn nói cái kiểu mất dạy vậy đó hả? Má, ông à, ông bớt giận ông. Con chỉ nói sự thật thôi, cha đúng là binh vực người ngoài, không có binh vực con. Mày nói ai người ngoài? Tất cả đều là thành viên trong gia đình, chỉ có mày là nữ sanh ngoại tộc mới là người ngoài. Mày nghe rõ chưa? Dạ. Bớt nói một chút được không? Đi ra ngoài đi. Đi, hai đứa đi ra đi. Dạ. Cha với má nghỉ ngơi. Đó, bà thấy chưa? Con gái của bà đó, bà dạy nó như vậy, nó ăn nói mất dạy với tôi như vậy đó. Tôi chóng mặt quá. Sao vậy? Ơi, cũng tại bà không lo ăn uống gì hết trơn á, cho nên mới sanh bệnh như vậy đó. Kệ tôi, ông đi đi. Ông cứ để cho tôi chết đi. Đừng có lo lắng gì cho tôi nữa hết á. Cứ đòi sống đòi chết hoài à, cứ vậy hoài à, khổ ghê à. Không biết con nhỏ đó, nó nói năng kiểu gì với cha, mà cha có một mực bên vực nó thì không biết nữa. Cũng may là nó chỉ mới lấy được lòng cha, chứ chú Tư mà nghe theo nó, coi như nó ôm hết cái gia sản này còn gì. Tôi không bao giờ để cho nó làm điều đó đâu. Loại cùng đinh giống như nó, làm sao mà xứng đáng gồng gánh cả cái gia sản này chứ. Chị Hai à, tôi nghĩ á, là chị cũng phải nên khuyên anh Hai đi. Người gì đâu mà không màng tới cái gì hết, cứ để cho anh Tư tiêu xài kiểu này, dám cả gia đình chúng ta dọn ra đường ở lắm đó. Thì đó cũng là nỗi khổ của tôi. Tôi khuyên hoài mà anh Hai cô có chịu nghe đâu. Anh Hai tôi thiệt là ngộ mà, đúng là chàng ngốc thời nay. Đường đường là cậu hai cả của gia đình hội đồng giàu có bậc nhất cái xứ này, vậy mà không màng danh lợi tiền bạc địa vị gì hết á. Nếu thím Tư là người chân chất hiền lương thì tôi không phải lo, còn đằng này tôi thấy thím ấy không có phải hiền từ gì đâu. Cứ suy ra chuyện của má thì biết, bởi vậy nhiều khi tôi suy nghĩ mà lo cho gia đình của mình ghê. Một mình nó mần ăn được gì chứ. Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với má, tôi sẽ bàn với má, tống cổ nó ra khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt. Rõ ràng thằng Tài không có trong phòng. Vậy con Dung nó cười với ai trong phòng? Giọng cười đó rất giống anh Phát. Lẽ nào... Làm gì giật mình dữ vậy? Mình đang nghĩ gì hả? Mình vừa mới đi đâu về vậy? Thì tôi đi mần chuyện chứ làm gì. Có thiệt là mình mới ở bên ngoài về không? Tôi đi phụ công việc với lại cha, tôi đã mệt mỏi lắm rồi, về nhà còn dặn dẻo tôi như vậy nữa, tôi cảm thấy rất là bực, mình hiểu không? Vợ chồng với nhau mà không tin tưởng nhau thì làm sao mà sống hạnh phúc được. Hôm nay anh ta không đi ra ngoài, vậy mà sao anh ta lại nói dối mình chứ? Bà nè,
Con Thảo nó đúng là một đứa dâu ngoan đó. Lúc nào nó cũng chăm sóc lo lắng cho bà hết. Tôi giận bà, tôi cấm túc bà ở trong này, mà nó vẫn tiếp tục nó lo lắng cho bà. Ông thiệt là dễ tin người quá à. Mọi cái chuyện suối quẩy trong cái nhà này á đều là do nó mang tới. Nó vô đây chăm sóc tôi á, chẳng qua nó muốn nhìn tôi như vậy nè, để nó hả dạ nó, để nó chọc tức tôi á, chứ nó tốt lành gì đâu. Bà thiệt á, đúng là bà không có nhận định được đâu là đúng đâu là sai, cứ cố chấp hoài, khăng khăng cứ giữ lấy cái quan điểm con người nó là sai trái như vậy hoài à. Bà thiệt tôi nó hết nói nổi luôn. Lúc nào ông cũng binh vực người ngoài hết á, trút hết lên đầu của tôi đi nè. Ông làm vậy ông thấy đúng hả? Bà nói hoài cái vụ này à. Tại sao bà cứ nói con Thảo là người ngoài ngoài vậy? Nó là vợ thằng Tài, là dâu của mình, mà dâu Hiền là con gái rồi, nó còn sinh cháu nội cho mình nữa. Tôi không có muốn nghe chuyện của con Thảo nữa. Bà thiệt á, riết rồi tôi hết nói nổi bà luôn á. Cái nhà này đúng là vô phước mà, mới rước phải hạng người như cô ta. Cô nói ai vậy? Còn ai vô đây nữa? Là cái con, là bà Thảo đó. Cô ta đắc tội gì với cô nữa sao? Cô ta không có đắc tội với tôi, nhưng mà là với má của tôi. Vừa rồi tôi qua, tôi thấy má buồn rầu khóc lóc, khóc sưng hết cả hai con mắt luôn kìa. Má bị cha mắng quan cũng vì con Thảo hết á. Mà tôi nói cho anh biết nha, trong cái chuyện vừa rồi á, anh cũng có tội nữa đó. Má là người phụ nữ mạnh mẽ, lẽ nào vì chuyện cha nhốt trong phòng mà khóc thê thảm như vậy sao? Thì không hẳn là như vậy, nhưng mà má cũng buồn rầu lắm. Nhân nào thì quả đó thôi. Nè, anh nói như vậy là ý chi vậy? Ý của anh nói là má tôi đáng bị như vậy hả? Cái đó là cô nói chứ tôi không có nói à. Anh cũng phải mà, dù sao á, anh với cô ta cũng là tình cũ của nhau mà, binh vực lắm. Không phải ai từng là tình cũ với nhau cũng đều mang ý nghĩa đen tối như cô nghĩ đâu. Tôi không tin là thật sự anh với nó không có gì á. Tôi nói cho anh biết, nếu như mà tôi phát hiện ra anh với nó mà có chút gì với nhau, tôi đuổi cổ nó ra khỏi nhà cho anh coi. Thảo, Thảo, em bị sao vậy? Em có sao không? Em không sao. Chị đã dặn em rồi, bớt làm những công chuyện nhà lại đi. Em cứ làm những công việc đó rồi làm sao giữ được cái thai? Lần sau em sẽ chú ý hơn. Nè, chị có mua cho em mấy thang thuốc dưỡng thai. Nè, em cứ sắc uống đi, đừng có ngại. Em cảm ơn chị. Thôi để chị đưa em về phòng nha.